Ơi, chào các bác. Sẩy 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 rượu nấm mộc cẩu từ trưa rồi, là hôm nay ngày nghỉ mà với lại đúng ngày ở quê tôi nó gọi là ngày chạp cành nhé. Đấy. Chạp cành nhá. Gọi là dỗ chạp đúng không các? Ở miền Bắc các bác thì chắc là biết đấy. Dỗ chạp. Đấy. Ở họ trong họ thì chia những cái chi ấy. Tôi là một trưởng chi. Thì là dỗ chạp. Nhưng mà say quá nhưng mà uống phải cả lít nấm mộc cẩu, nhưng mà thôi mộc cẩu thì cũng chả biết cẩu đi đâu bây giờ, dậy để làm cái cây du này các bác. Hôm trước các bác xem cái video mà tôi quay ở chợ ấy, mấy đây mấy hôm thôi rồi, có mấy cái cây du này, nhưng mà hôm nay mới làm được các bác, hôm nay cuối tuần mới làm được. Thì ông nội trồng ở đây nhất là cái chậu nhá. Đấy, tôi mua cái chậu nhá, mấy trăm bạc đấy, mua cho mấy trăm bạc ở chợ Hà Đông đấy. Chậu nó cũng nhái Đồng Nai thôi chứ chưa được Đồng Nai chỗ này phải 400-500. Đấy, đúng rồi. Ôi đấy, không chơi với chị à, còn không chơi với chị à. Đấy, chậu này, chậu khá là ổn, khá là ok, nhưng mà vấn đề là cái bầu này nó hơi cao, mà mùa này rét, tôi phải ủ một cái lấm lót chân. Đi Dương, ai, Dương ơi, đấy, lấm lót chân như này, để cho nó đỡ khô cái gốc này, khô cái bầu này không có tèo luôn đấy, mùa này tai hại lắm thời tiết. Thế bây giờ là đây nhá, chậu là ok rồi, bầu này thôi bỏ ra tí để quay này. Đấy, anh nhìn đến cái cây này, tôi quay được một cái video mà cách đây mấy hôm thôi về chợ Vạn Phúc phiên cuối cùng của tháng 2 ấy. À quên, xin lỗi, chạy quá, cuối cùng tháng 1 nhé, tháng 1 là 2018 ấy. Đấy, bây giờ là cây này bệ nhá, bệ thì hơi kém, nhưng mà sau để nuôi nó ra, nói chung là tạm ổn. Cái miếng này nó lũa mất cái thân này đấy, nó khá là quái đây. Đường truyền của cái thân này đây. Tôi đang tính nhé, ý tưởng này nha, cái đường từ thân này nhá, đây là giật một chi nhé. Đấy, đến đây là giật một cái chi nữa nhé, rồi ra đây một chi nữa. Đây là một chi, đây là chi chính của nó, ra đây một chi nữa. Đấy, thì nó sẽ kiểu như là cái dáng mà cái cây chiếu thủy chiếu xuống mặt nước đúng không ạ. Đấy, thì nó là cái cây này, nó là này. Với tội mua hai cây thì để cho bà chị, một bà chị rất là đam mê cây ở chỗ Sóc Sơn ấy. Một cây, còn tôi dùng một cây thì bà chị ấy trồng rồi khá là ok, mà tôi mới trồng và sửa lại giá một tí. Thì các bác, đấy, cái cây này thì tôi tính là đang lá rất đẹp nhá, nhưng mà tôi tính là phải cắt một cái tay này, cắt đến đây, bởi vì là sao, vì là cái tay này nó, thứ nhất là cái tay này thì đang ok nhá, không cắt cũng được nhá, nhưng mà cái tay này nó hơi đuối, mà cái tay chính này nó hơi đuối. Đấy, dự kiến là sẽ cắt cái tay này, cắt tay này và cái tay này là cắt đi, ít nhất là phải đến đây. Đấy, vì là sao? Nhìn các bác nhìn thôi, nó rườm rà lôi thôi, nó không chuẩn, và cái tay chính này thì lại hơi đuối. Đấy, vấn đề đang lá rất đẹp, nhiều bác không chắc là không dám cắt đâu, nhưng mà tôi sẽ cắt, bây giờ cắt thì các bác xem nhé. Xong rồi nhìn xem ra gì nhé, không ra gì thì lại nuôi tiếp thôi. Mình chơi cây, thứ nhất là mình chơi cây của mình thoải mái làm đi. Thì chờ bác tí nha. Đấy, chờ bác tí, bác chờ tí nha. Rồi, thank you.
Ấy bây giờ cắt nha. Đấy. Tiếc, tiếc. Quá tiếc. Nó bẻ mất. Tiếc quá. Tiếc quá nó bẻ mất. Gãy ra xin là máy lâu á. Nó bẻ mất. Hả? Nó bẻ mất. Đấy. Thằng đụng vào đấy gãy mất, tiếc chứ. Gãy thật. À. Cái nữa. Thật phải bao tiền mới gãy mất. Rồi. Nhặt cắt. Đấy. Thấy chưa? Nhìn khác chưa? Để lôi thôi. Thứ mà không thể được mạnh hơn cả này. Đấy. Giờ là những cái này là xử lý sau. Giờ có thể cắt nhưng mà chưa cắt được. Xử lý sau. Chưa? Khác chưa? Một nhát, một nhát, một nhát, đây, một nhát, đấy, đấy. Chết được là được, là làm gãy mất này, chết không, mất đêm, rồi, đấy. To chưa, ôi chết rồi, cái của bố đâu rồi, thôi thì gió rồi quạt vào đây rượu khi nó máu không phải ngợi thế mà cắt đây. Con nữa. Đây, cho con cái này con chơi này. Ngọc Anh. Chưa? Ồ, đồ của mình quá đấy. Con chưa? Đi làm. Đi làm. Đồ quá. Con ngứa đâu con bảo bà gãi nha. Bà gãi, bà gãi đi nhanh. Đây này. Ờ đây đây này bác. Ơi đây. Ui làm con làm cháu. Đấy. Ôi trời chết rồi. Đây rồi, nhịp của bác rồi. Thôi. Mất công quá từ nãy giờ. Anh đi được quá. Này rồi ơi. Ôi giời. Bỏ ra đã đi. Thấy ổn hơn không bác? Nó gọi là nhặt cắt quyết định này, nhặt cắt quyết định. Rồi nhá. Lúc đầu là như này nhé. Một phát. Hai phát. Tiếc nhỉ. Lá đẹp. Đây là này. Đây. Đây là cắt phát ở đây.
cắt phát bỏ này, cắt phát lái đang đẹp người cắt là xót ruột đấy, nhưng mà phải cắt đâu, không cắt thì sau này cứ đi. Ôi giời, cứng nghe. Ôi giời ơi. Đó. Bà phát lá đẹp. Đấy. Gọn gàng chưa? Còn những cái này thì cắt sau. Đấy. Đây là phải cắt, cắt đến đây nhưng mà thôi, để lại xem cái này có ăn thua hay không. Để lại. Cái này thì chắc không nuôi đâu, nhưng mà để cho nó u thì ô đây. Đấy. Đấy. Gốc. Gốc. Đây là cái u, cái u cái thân, cái đỉnh thân của nó bị ngày xưa chắc là bị cạo đây. Đấy, bây giờ nó đầy sẹo này. Lá rất đẹp, dù là giá lá cực kỳ đẹp. Đấy, như rồi cái tay này. Để một cái tán ở đây, một cái tán mà chia ra một đây, tán này, thôi để lại cái này cũng được, cái này để nuôi cái này cạo lên, cái này xước ra bên này một tí, đấy. Đấy. Cái này cái tay này, chia đây, 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 ở đây, ngọn này, ngọn của tán này, còn cái tay này thì chắc phải là bớt đi một cái tí ở đây, bớt đi một tí, nhưng mà đó là vấn đề về sau đây. Tay này thế, tay này đang hơi rối chỗ này, hơi rối, vấn đề cái ngọn này nó hơi đuối, nuôi cái này thêm, nuôi cái này to đấy thì có thể là sẽ cắt một cái này và giật cái ngọn này cho nó ra cái nét của nó. Chú thủy, cây chú thủy quá. À, dù tôi thấy cái dù đẹp đấy, quất luôn. Đấy. À, chỗ này phải xử lý cái chỗ này. Đang rối lắm, xử lý đây. Tính xem cắt như nào. Cái tay này nó không hợp lý cho lắm, nhưng mà cái chỗ này nó lại hơi thiếu. Đấy. Cái tay này đáng nhẽ nó phải mạnh lên. Tay này chia đây. Này chia đây. Mình tính cái đường này, nó ra đây chứ không phải là chia ở đây. Đấy. Nên là có thể là sẽ cái nuôi cái ngọn ở đây. Cắt cái này đi. Cắt cái này đi. Cắt cái này đi. Đấy, cái ngọn nó nuôi để về phía này. Cái này phải mạnh lên. Tất nhiên là sau này cái này cắt đi. Cái này cắt đi. Cái này cắt đi. Nhìn rất chưa. Đây, tôi cắt luôn. Đang máu. Không kịp suy nghĩ được quá. Cái này không kịp suy nghĩ. Đấy. Rất là cứng. Rồi. Rồi. Rồi, còn cái này thì tính tiếp được. Rồi. Rồi. Rồi ok. Đấy. Nhìn nó có nét hơn. Con việc đẹp thì không thể đem nó đẹp ngay. Đấy rồi. Đấy.
sản phẩm của một cái video đây. Đi ra cắt thêm cảnh nữa, thế thôi. Rồi, cảm ơn các bác nhé. Phải qua đây đây.